Khánh chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Thì hôm nay Hương sẽ review đến cho quý anh chị mình một dãy nhà 4 căn và đã bán hết 3 căn rồi, chỉ cần có căn cuối cùng để phục vụ cho quý anh chị. Và diện tích của ngôi nhà mình thì ngang 4 và dài vào thì tận 10, cho mình tới tận là 2 lầu 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, nhà mình là hướng đông. Những quý anh chị đang tìm phù hợp hướng đông thì hãy cùng đồng hành với Hương đến cuối video để mình có thể khảo sát hết mẫu nhà này anh chị nha. Và hiện tại thì Hương đang có mặt là trên con đường là đường 835. Đó, thì đường 835 này nó gần á với là đường ngã tư Gia Bảo của chú anh chị ha. Nếu như mà quý anh chị mình có muốn đi xem nhà này thì em Hương hẹn quý anh chị mình là ngay ngã tư Gia Bảo và cái con đường thứ hai đó là ngã ba Mỹ Lộc anh chị ha. Ngã ba Mỹ Lộc thì mình đi cái hướng con đường là quốc lộ 1A vào tới ngã tư Phước Lý, mình quẹo qua tay trái, mình chạy thẳng tới ngã ba Mỹ Lộc, điện thoại cho Hương. Hương sẽ ra hướng dẫn và dắt quý anh chị mình vào khảo sát thực tế cái mẫu nhà này. Và cái mẫu nhà này với một cái mức giá chỉ có là 1 tỷ 470 triệu, còn thương lượng ngay trực tiếp chính chủ luôn. Sổ hồng riêng, sổ thì đã có sẵn, có thể cho quý anh chị mình đi công chứng trong ngày. Và ngôi nhà này có một cái đợt mặt điểm trừ, đó là nhà mình thì cách cái đường xe hơi của mình thì đâu đó tầm khoảng là 100m anh chị ha. Ở đây thì mình chỉ di chuyển được chiếc xe ba gác thôi, không di chuyển chiếc xe hơi vào được vì dưới cái góc nhà, anh chị có thể quan sát giúp em Hương ạ. Nó thì dưới cái góc nhà đó nên mình chỉ di chuyển được chiếc xe ba gác anh chị nha. Và giá này thì lấy là một mẫu nhà mới với một cái mức giá Hương thấy rất là tuyệt vời cho quý anh chị mình về mua ở hoặc là đầu tư anh chị nha. Và ngôi nhà mình với một cái mẫu là kiểu châu Âu màu trắng, nhìn rất là sang đẹp và sang trọng anh chị nha. Vào trong nữa sẽ cho mình là một lớp cửa 4 cánh bằng sắt sơn tĩnh điện rất là chắc chắn và dày dặn. Khu vực đây sẽ cho mình là không gian phòng khách. Bên tường bên tay phải của Hương sẽ gắn cho quý anh chị mình là một cái bức tranh nhìn rất là sang luôn. Và dán ở đây là 3D Hàn Quốc, nhìn rất là đẹp anh chị ha, cho sạch sẽ không gian phòng khách của mình. Và trần trên sẽ là trần thạch cao nguyên khối dược hợp, hệ thống đèn đã full và đầy đủ, có sẵn cho quý anh chị mình dây chờ. Nửa về mình có thể gắn một bóng đèn pha lê hoặc là quạt xay cho khu vực của mình được sinh động hơn anh chị nhé. Và tiến thẳng vào trong thì trước khi mình bước vào không gian phòng bếp thì ở đây mình làm một cái bậc nâng cấp lên anh chị nhé. Vào khu vực bếp thì rộng rãi thoáng mát sạch sẽ. Cái ngôi nhà này Hương thấy mà gia đình mình có đông thành viên tầm khoảng là 4 đến 6 người có thể về sinh sống chung, vì nhà mình lên tới tận là 2 lầu và 4 phòng ngủ lần anh chị, rất là rộng rãi cho quý anh chị mình sinh hoạt nha. Có tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương dày dặn, khu gian cho mình thờ ông táo rất là trang nghiêm, và bồn inox 304 chống rỉ sét nằm ở khu vực này anh chị nha. Và ở đây thì mình vẫn lắp đặt sẵn ở những cái ổ điện và ống nước ra, ống nước vào cho quý anh chị mình lắp máy giặt và máy và tủ lạnh ở khu vực đó luôn. Khu vực đây sẽ cho mình là không gian nhà vệ sinh. Bên đơn vị Hương sẽ để ở giữa dưới chân gốc cầu thang để cho quý anh chị mình tiện sinh hoạt, với lại là nó không sẽ không chiếm không gian của ngôi nhà mình. Và giá tổng thì nãy giờ Hương cũng đã báo cho quý anh chị mình rồi, chỉ có là 1 tỷ 470 triệu thôi, còn thương lượng trực tiếp ngay và chính chủ. Quý anh chị cần thêm thông tin chính xác nữa thì có thể là kết bạn Zalo, Hương sẽ gỡ sổ sách và tư vấn tận tình hơn cho quý anh chị để mình có thể về đây mình khảo sát thực tế anh chị nha. Vì trên chiếc ống kính màn hình cũng rất là nhỏ nên bên đơn vị Hương quay thì nhiều lúc cũng có thiếu sót rất là nhiều, mong là quý anh chị mình thông cảm bỏ qua cho bên đơn vị Hương nha. Và kim châm làm việc của nhà Xịn Bình Chánh thì lúc nào cũng là nhà thật, giá thật, vị trí thật, không xạo không ảo để tránh mất thời gian của nhau anh chị. Thì em Hương review căn nào thì quý anh chị mình muốn đi xem, Hương sẽ dẫn trực tiếp căn đó và đúng giá đó. Nếu như hết thì Hương sẽ báo trực tiếp qua điện thoại cho quý anh chị luôn, để tránh quý anh chị mình phải về đây mà không còn rồi mình phải đi về rất là mất thời gian anh chị. Và khu vực này sẽ cho mình là tiến lên không gian tầng 1, và tầng 1, tầng 2 đều giống nhau về cái kết cấu anh chị nha. Giờ thì di chuyển cùng Hương để mình tham khảo sơ. Quý anh chị thân mến, đây sẽ cho mình là khu vực không gian tầng 1 anh chị ha. Đây là cái phòng từ ở dưới cầu thang mình bước lên, nằm ở bên tay trái của quý anh chị. Có cửa sổ thoáng mát cho đình mình luôn, phòng thì cũng rộng lắm. Cửa phòng của mình thì sẽ là cửa gỗ rất là chắc chắn và dày dặn. Không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị Hương sẽ để ở khu vực ở phía ngoài,
cho hai phòng mình dễ tiện sinh hoạt. Và tiến thẳng qua đây thì sẽ là một cái phòng lớn. Phòng này quý anh chị có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ tùy theo nhu cầu của gia đình mình sắp xếp anh chị ha. Ở đây là nhà mới 100%, thì bên đơn vị Hương sẽ bảo hành nhà cho mình là 1 năm đến 2 năm bên xây dựng anh chị. Quý anh chị mình cũng yên tâm khi mua nhà bên Hương nha. Và khu vực đây là lan can rộng, nhà mình hướng đông, gió thổi mát rượi luôn anh chị. Đó, ở đây thì dân cư ở rất là đông, một chút xíu nữa mình lên tầng 2 mình thấy rất là nhiều nhà luôn. Đó, nhà mình thì nó cách con đường 835 của mình á, thì mình chạy ra đó tầm khoảng là 300m thôi thì mình đã đụng con đường 835 rồi anh chị. Và mình về ngã tư Gia Bảo của đường quốc lộ 50 thì đâu đó tầm khoảng là 2 cây anh chị ha, rất là thuận tiện từ ngay nhà mình luôn nha, tới ngã tư Gia Bảo tầm khoảng 2 cây thôi. Bây giờ thì di chuyển cùng Hương, mình tiến về ở khu vực cầu thang và mình bước lên không gian tầng 2 anh chị. Đây là sẽ cho mình là khu vực tầng 2, cái tầng cũng là cái tầng cuối cùng anh chị ha. Đường mình bước lên cầu thang của mình thì nó cũng rộng lắm. Sau này mình về mình ở mà mình có di chuyển đồ đạc, tủ giường đồ cũng rất là thuận tiện. Và qua đây thì sẽ là cái phòng thứ ba, thứ hai ở trên lầu 2 luôn. Phòng đầu tiên ở trên lầu 2 luôn. Thì phòng tầng này với cái tầng 1 thì nó sẽ y chang không khác gì hết anh chị ha. Hương cũng sẽ review sơ cho quý anh chị mình tham khảo. Và mình muốn biết thực tế thì hãy dành một ít thời gian cho em Hương uống để mình có thể về đây khảo sát thực tế anh chị. Và mình tiến qua đây thì đây cũng là cái phòng lớn. Phòng này rộng lắm, có ban công thoáng mát cho gia đình mình đây ạ. Ở đây thì quý anh chị mình có thể quan sát dịch cảnh xung quanh, cửa rất là đông. Nhà mình thì nó cũng gần gần ngay trung tâm huyện ủy, đồ trường học đồ sát bên anh chị ha. Mình đi trong vòng bán kính thì đâu đó nó chắc nó tầm khoảng là 500m thôi, nó rất là thuận tiện luôn cho quý anh chị mình về sinh hoạt. Nhà mình thì cách cái đường xe hơi phải biết ở ngoài đó, thì mình ra đây tầm khoảng 100-200m thôi thì sẽ đụng cái đường xe hơi rồi anh chị, sát bên luôn á, cho mình di chuyển rất là thuận tiện ha. Và giờ thì em Hương Ú sẽ một lần nữa nhắc về thông tin ở nhà. Nhà mình với một cái diện tích ngang của nó là 4 và dài vào á thì nó tân là 10m, 1 trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, rất là thuận tiện cho đình mình có thành viên tầm khoảng là 4 đến 6 người về sinh sống. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, dân cư thì ở rất là đông, đèn đường khắp sáng mọi nơi chú ý anh chị. Công ty xí nghiệp thì rất là nhiều luôn, về đây sinh sống đi làm cũng rất là thuận tiện. Và chợ búa thì mình đi trong vòng bán kính là tầm khoảng 500m thôi là đụng hết tiện nghi cơ bản cho quý anh chị mình sinh hoạt thiết yếu rồi anh chị nha. Và giá tổng của ngôi nhà mình chỉ có là 1 tỷ 470 triệu, còn thương lượng trực tiếp ngay chính chủ sổ hồng riêng hoàn toàn 100%, xây trên đất thổ full thổ cư anh chị nha. Và muốn cần coi sổ hay là cần thắc mắc hay là muốn biết vị trí chính xác và cụ thể thì mình có thể liên hệ kết bạn Zalo, Hương sẽ gửi thông tin vị trí qua cho quý anh chị. Và nhà mình là một ngôi nhà là nằm ở hướng chính là hướng đông anh chị ha. Hướng đông này hướng cũng rất là mát nữa, sáng thì nó hơi nắng nhẹ một tí, chiều rất là mát rồi luôn anh chị. Và giờ thì em Hương Ú xin được phép kết thúc video tại đây. Chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ưng ý trên kênh Nhà Xịn Bình Chánh ạ.